Lưu Thị Trường 32 câu, nhan đề Mừng Ngày Giỗ Tổ. Và bây giờ chúng con xin thắp một nén nhang với tất cả lòng thành kính. Thank you.
nữ nghệ sĩ Mỹ Tiên rất là nhiều. Tổ nghiệp phải nói một điều là ngày hôm nay đúng không chị? Phải nói là tổ nghiệp lúc nào cũng là ủng hộ cho nhóm cổ nhạc hết. Hôm nay là trời mưa giông gió bão bùng ha. Dự báo thời tiết nói là ngày hôm nay cũng vẫn còn mưa, nhưng mà không biết sao sáng dậy là trời trong xanh quá đẹp luôn. Cho nên ngày hôm nay là ngày giỗ tổ mà tổ nghiệp cũng đã ứng lên là đã phù hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ của mình. Cho nên anh chị em nghệ sĩ của mình bây giờ cũng cống hiến lại lời ca tiếng hát để cho tổ nghiệp thưởng thức ha.